Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo chương 19 câu 23 đến câu 30. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy các môn đệ sững sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi đều, mọi sự đều có thể được. Bây giờ ông Pha-rô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo thầy thì đến thời tái sinh, <laughs> khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phạm ai bỏ cha cửa anh em, nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu kính thưa cộng đoàn <laughs> giáo hội của người nghèo ưu tiên phục vụ người nghèo đó là những khẩu hiệu đã trở thành thời trang trong giáo hội từ vài thập niên bất cứ ai có ý thức về công bằng xã hội hoặc đôi chút trăn trở về giáo hội trong thế giới ngày nay cũng đều thốt lên những khẩu hiệu ấy nhưng giáo hội có thực sự là giáo hội của đại đa số dân nghèo khổ chưa sự ham tiền và báo víu vào tiền của của con người trở nên mù quáng và cản bước con đường người ta theo chúa chúng ta thấy thái độ của mỗi người chúng ta Chúng ta thấy đó, thái độ của chúng ta trước tiền của như thế nào. Trang Tin Mừng hôm qua mô tả thái độ thanh niên buồn rầu bỏ cuộc, không muốn theo Chúa nữa vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu rút ra cho chúng ta bài học và cho các môn đệ bài học như sau. Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Câu kết luận xem ra thật khắc khe nhưng đây là một lối nói phóng đại của vườn cận đông nhằm đánh động người nghe khởi lên ý thức một sự quan trọng trong đời thường có bao giờ con lạc đà chui qua lỗ kim nhỏ xíu được nhưng mà giả như có thể có trường hợp này thì nó cũng còn dễ dàng hơn việc người giàu có vào nước thiên chúa và cách nói qua hai lần phủ định cho rằng không thể được đã nói lên sự thật quan trọng chúng ta không nên hiểu lầm phán quyết khắc khe của Chúa Giêsu về thái độ bám víu vào của cải vật chất hơn con người. Chúng ta thấy ngày hôm qua chàng thanh niên rút lui vì có nhiều của cải, không phải vì chỉ có mà thôi, nhưng còn bám víu vào nó. Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu không phải chỉ áp dụng cho những ai sắp dấn thân bước theo Chúa cách đặc biệt mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai đang theo Chúa nữa. Cám dỗ của quyền lực và tiền của là cám dỗ trường kỳ của thân phận con người. Thoát khỏi ra cám dỗ ấy không phải là việc dễ dàng. Vì thế chúng ta thấy Chúa Giêsu vội vàng hỏi Chúa, vậy thì ai có thể được cứu rỗi? Với cái sự thao thức vào nước trời, thì Phêrô hỏi và Chúa Giêsu đáp lại mà khải bí quyết sống cho các môn đệ cũng là trấn an cho các ngài đối với con người thì điều đó không thể được nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi thứ đều có thể Thiên Chúa có thể làm mọi sự con người chỉ cần tín thác và phó thác trong tay Chúa bí quyết của Chúa Giêsu đề ra qua câu nói trên là bí quyết sống kết hợp với Chúa để nhờ sức mạnh của người mà chiến thắng cơn cám dỗ thoát khỏi những cản trở không cho chúng ta gặp chúa sự bám víu vào của cải là dấu chỉ của người đồ đệ chưa phát triển được mối tương quan thân tình với chúa và đặt mình trước mặt chúa chúng ta đang ở cái mức độ nào sự hiện diện của người nghèo quả là một thách đố lớn cho giáo hội ngày nay tiếng kêu thang của họ là một ngăn cớ cho giáo hội về bản chất và sứ mệnh của mình trong thế giới. Cuộc trở lại của hoàng đế Công tăng Rốt vào thế kỷ thứ tư đã chấm dứt những cuộc bách hại đẫm máu và đã biến tây phương thành thế giới Kitô giáo. Nhưng không chừng đã làm giáo hội quên đi bản chất đích thực của mình. Sự tương nhập giữa thế truyền quyền và giáo quyền đã biến giáo hội thành một thế lực chính trị các vị lãnh đạo giáo hội thành những vua chúa trần gian. Nhiều người đã có thể có lý rằng nhờ những lay động của các mát mà giáo hội đã lắng nghe được tiếng kêu của người nghèo. Đồng thời, ý thức vai trò và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày hôm nay. Ngay từ mới khi khai sinh, cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã ý thức được vấn đề này. Tin mừng hôm nay là một phản ánh về những trăn trở của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Cách riêng cộng đoàn Jerusalem là một cộng đoàn gồm những người nghèo trong xã hội bây giờ. Đọc lại giáo huấn của Chúa Giêsu và thái độ của Kitô hữu đối với tiền bạc và của cải. Cộng đoàn tiên khởi đã đặt lại vấn đề về sự hiện diện của người giàu trong giáo hội. Theo quan điểm quen thuộc của người Do Thái, thì dự sự giàu sang phú quý là một phúc lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đánh đổi quan niệm sai lầm ấy khi nói rằng phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và rằng sự nghèo khó là điều kiện thiết yếu để được vào nước trời. Giáo hội của người nghèo. Điều đó có nghĩa là trước tiên tất cả những ai thuộc về giáo hội đều phải có tinh thần nghèo khó đích thực. Họ phải sống phó thác và quảng đại chia sẻ cho nhau các ki tô hữu tiên khởi đã hiểu được điều này họ để chung của cải lại chia sẻ với nhau và yêu thương đùm bọc nhau như trong cùng một gia đình giáo hội của người nghèo điều đó cũng có nghĩa là các tín hữu phải lấy sự phục vụ người nghèo làm ưu tiên hàng đầu bản sắc của người ki tô hữu do đó được xác nhận bằng chính tương quan với người nghèo kính thưa cộng đoàn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt lại cách sống đạo của chúng ta. Thách đố của giáo hội hiện nay cũng là thách đố của mỗi chúng ta. Nếu những người cùng khổ chưa phải là thao thức trăn trở của chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn quá xa với giáo hội Chúa Kitô. Nếu cuộc sống của chúng ta chưa phải là cuộc sống liên đới với người nghèo, thì có lẽ chúng ta là những Kitô hữu hữu danh vô thực. Xin Chúa cho chúng ta, dù ở trong vị thế nào, chúng ta cũng biết sống nghèo và đặc biệt chúng ta quan tâm đến những người nghèo là hình ảnh của Chúa Giêsu đang ở bên cạnh, đang sống cùng, sống chung và sống với chúng ta.